Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tin Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Cuộc sống quanh ta để cập nhật thêm những thông tin về những sự kiện xảy ra xung quanh cuộc sống chúng ta. Nói về cái tên kiến ba khoang thì có lẽ không còn xa lạ, tuy nhiên về hình dáng và những tác hại của nó thì không phải ai cũng nắm. Đây thưa quý vị, đây là hình con kiến ba khoang. Nhận biết được kiến ba khoang thì quý vị nên lưu ý lỡ gặp nó ngoài đời. Kiến ba khoang thường xuất hiện sau những đợt mưa, chúng theo những côn trùng bay vào nơi có nhiều ánh sáng. Vì vậy chúng ta nên chuẩn bị cho mình một tí kiến thức nào đó để chúng ta phòng ngừa đối với loại kiến ba khoang này. Trong thành phần độc tố của con kiến ba khoang này có thành phần giống như axit, cho nên khi bị kiến cắn thì vết thương của chúng ta sẽ bị phồng rộp đỏ, có thể tạo mủ và bị loét. Vì vậy nếu lỡ bị kiến ba khoang này cắn thì hạn chế gãi nếu không muốn bị lây lan ra. Một số người trong dân gian thì họ lại truyền tai nhau bằng việc chữa trị những bệnh ngoài da bằng lọc kiến ba khoang. Có lẽ trong suy nghĩ của người ta thì người ta nghĩ rằng sử dụng lọc kiến ba khoang này làm loét vùng da, sau đó thì nó bị bong ra, đồng nghĩa với việc thôi những cái bệnh ngoài da. Nhưng điều này là hoàn toàn sai nha mọi người, đừng áp dụng theo. Không những không thôi bệnh mà chúng ta còn bị tổn thương nhiều hơn. Và có một nam thanh niên đã sử dụng cái phương pháp này, khiến cho anh ta tổn thương đến nỗi không còn mặc được quần. Đó là đã giá cả bát kiến ba khoang chữa nấm vùng kín. Sau khi anh này lấy lọc kiến ba khoang bôi vào vùng kín để chữa nấm da, thì anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu. Trường hợp hy hữu đó là một nam thanh niên chỉ mới 20 tuổi, anh ta bị nấm ở vùng bẹn và do thiếu hiểu biết cho nên đã lấy lọc của kiến ba khoang bôi vào vùng bị tổn thương, làm cho lan rộng ra và bị hoại tử luôn. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em thuộc Bệnh viện Đa Gia Liễu Trung ương, cho biết rằng khi tới viện cấp cứu thì vùng da bẹn của bệnh nhân bị hoại tử loét nhiều và khó khăn trong đi lại, đặc biệt là do tổn thương vùng bẹn nghiêm trọng, cho nên nam thanh niên này không thể mặc vừa quần dài. Theo lời kể của bệnh nhân thì trước khi nhập viện vài tuần, vùng bẹn của bệnh nhân xuất hiện những mụn nước rộng thành từng đám và càng ngày to ra có viền hình vòng cung. Càng gãi thì càng ngứa, tổn thương càng lây rộng. Đi khám tại một phòng khám thì được chuẩn đoán là bị nấm. Thay vì bôi thuốc được kê, nam thanh niên lại đi nghe lời mách là bắt kiến ba khoang, đem về giã nát đắp lên vùng tổn thương. Kết quả là toàn bộ vùng này bị hoại tử lợt loét. Bác sĩ Thùy cho rằng đây là một cách chữa bệnh ngược đời, bởi việc dùng kiến ba khoang làm bài thuốc chữa bệnh về da thì thiếu căn cứ khoa học và nguy hiểm. Trong khi đó thì với bệnh nấm thì chữa không hề khó và cũng chẳng tốn kém, lành khá nhanh nếu như tuân thủ điều trị. Và đó cũng không phải là trường hợp đầu tiên, trước đó thì bác Thúy Thùy cũng đã tiếp nhận một trường hợp tương tự khi chữa bệnh ngoài da bằng lọc kiến ba khoang. Đó là trường hợp của một bé trai bị hắc lào, sau đó thì đã dùng rượu pha với dịch tiết của kiến ba khoang rồi bôi lên vết hắc lào đã gây tổn thương nghiêm trọng. Sau khi nhập viện thì bệnh nhi trong tình trạng là da bị tái đỏ kèm theo đầu nhức tổn thương da dạng viêm loét nhiễm trùng toàn bộ hai bên vùng bẹn, bìu, dương vật và hậu môn. Từ những trường hợp trên thì các chuyên gia cảnh báo người dân tuyệt đối không tự chữa bệnh hoặc là chữa bệnh bằng những phương pháp không có cơ sở khoa học, không tự ý bôi thuốc hoặc là đắp những loại lá lên những vùng tổn thương, như vậy có thể gây ra nhiễm trùng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi thấy những bất thường trên da thì người dân cần đến các cơ sở chuyên khoa uy tín để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thì trong cơ thể kiến ba khoang có chứa độc tố bedidin là độc gấp 12 đến 15 lần so với nọc của rắn hổ. Nhưng mà do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở mức ngoài da cho nên không đủ gây chết người giống như nọc rắn. Ngay cả khi kiến không đốt thì chất độc trong cơ thể cũng giải phóng và tác động ra chà sát hoặc là bị giết thì vẫn có thể làm tổn thương da ở mức độ nghiêm trọng. Chất độc từ kiến ba khoang gây nên phồng rộp khó chịu, nặng hơn có thể máu mủ loét phù gây sốt thậm chí hoại tử. Khi chúng ta dính phải nọc độc của kiến ba khoang thì cần nhanh chóng lấy nước rửa thật sạch chỗ tiếp xúc, hạn chế tổn thương lây lan.
Tuy mức độ nặng nhẹ mà điều trị khác nhau. Trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng những dung dịch làm dịu da sát khuẩn bằng gel, bằng dung dịch màu. Đối với những vết thương khá nặng hơn thì chúng ta nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc đúng cách. Thường thì những người này sẽ được chỉ định uống kháng sinh, thuốc giảm đau hoặc là dùng thuốc corticosteroid. Thông thường thì vết thương sẽ ổn định sau từ 5 đến 7 ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc ngoài màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.